Tin sao trong ngày, Diễm My lên tiếng về tin đồn yêu Nhan Phúc Vinh. Nam em rủ Bạch Công Khanh về vườn, nuôi cá và trồng rau. 1. Diễm My lên tiếng về tin đồn yêu Nhan Phúc Vinh tại buổi ra mắt phim truyền hình Giấc mơ của mẹ. Phim được Việt hóa từ tác phẩm của Hàn Quốc. Phim đánh dấu sự tái hợp của Diễm My và Nhan Phúc Vinh kể từ Tình yêu và Tham vọng năm 2020. Khác với vai tình nhân, cặp đôi lần này trong phim đóng vai anh em ruột với không ít cảnh mâu thuẫn, xung đột. Việc gắn kết trên màn ảnh và ngoài cuộc sống khiến cả hai nhận nhiều sự chú ý. Tại sự kiện, Diễm My thẳng thắn lên tiếng khi nhận các câu hỏi liên quan từ giới truyền thông. Theo nữ diễn viên, cô xác nhận giữa mình và Nhan Phúc Vinh chỉ là anh em đồng nghiệp và bác bỏ thông tin phim giả tình thật. Với tôi, anh Vinh là một người anh, người đồng nghiệp đáng kính trọng. Anh chuyên nghiệp, biết nâng đỡ bạn diễn khi cùng làm việc chung. Khi tôi ra Hà Nội công tác, chính anh ấy là người tìm nhà thuê cho tôi cũng như hỗ trợ rất nhiều. Có cơ hội được làm việc, gắn bó với anh là điều tôi thấy vinh dự, Diễm My chia sẻ. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh cho hay anh dành tình cảm và sự quý mến với Diễm My 9X. Do từng có cơ hội làm việc, cả hai không gặp khó khăn trong lần tái ngộ này. Trong phim, tôi và My sẽ là một cặp anh em vô cùng khắc khẩu, tuy có đấu đá nhưng vẫn yêu thương nhau đúng nghĩa một gia đình. Tôi tin cả mình và My đều sẽ làm tốt vai trò mới này. 2. Nam em rủ Bạch Công Khanh về vườn, nuôi cá và trồng rau. Mới đây, nam em khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ trên trang cá nhân nội dung hay là mình về vườn mình nuôi cá và trồng thêm rau anh nhỉ Bạch Công Khanh. Chia sẻ của nam em khiến nhiều người tò mò, đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và Bạch Công Khanh, phải chăng cả hai đã quyết định về vườn, cùng nhau nuôi cá, trồng rau. Tuy nhiên, đây dường như chỉ là một câu nói đùa của nam em, bởi cô và Bạch Công Khanh là một cặp đôi rất ăn ý trên sân khấu. Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng được phe xôn xao trước màn trình diễn của nam em khi kết hợp cùng Bạch Công Khanh. Từ ánh mắt cho đến cách hỗ trợ cho nhau của cả nam em và Bạch Công Khanh đều vô cùng đồng điệu. 3. Lam Trường đi ăn cùng vợ con trước khi về Việt Nam. Trên trang cá nhân, ca sĩ Lam Trường đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc đi ăn cùng vợ con trước khi trở về Việt Nam công tác. Trong lúc ăn, nhóc tì bỗng nói một câu khiến vợ chồng nam ca sĩ không khỏi xúc động. Đi ăn với vợ con trước khi ra sân bay về Việt Nam, Bì nói mà ba nhói lòng. Bì muốn ba, hôm qua con vừa rước ba ở sân bay mà, giờ con lại đưa ba ra sân bay. Vì lịch trình công việc dày đặc nên Lam Trường phải xa con thường xuyên. Nam ca sĩ nghẹn ngào nhắn nhủ con gái, sau này con sẽ hiểu ba thương con và muốn ở bên con biết bao nhiêu cho đủ. Người lớn là phải lo lắng chu toàn cho gia đình yêu thương của mình, thương con gái quá. Khoảnh khắc rất đỗi bình dị của gia đình nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ai nấy thầm ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn của anh.